5, 6, 7. Rồi đếm lại đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hả? Hôm nay là ngày gì? Ngày birthday. Birthday của ai? Của mẹ hay là của em? Có em. Em mấy tuổi? Dạ mẹ. Em mấy tuổi? Mấy tuổi? Em 3 tuổi. 3 tuổi. Em tên gì? Hồng Ân. Hồng Ân. Hồng Ân 3 tuổi phải không? Dạ này ạ. Ai làm cái này đi? Mẹ. Mẹ với em. Mẹ với em. Rồi hồi nữa con này để dành cho ai? Nhà Phi Thiên á mẹ. Rồi này của ai? Của cha ra mẹ. Của Daddy. Rồi cái này của ai? Của mẹ. Của con hả? Rồi này của ai? Của ai? How okay, what this for? Who that for? Mẹ. Của ai? Của mẹ. Okay, rồi cái này của ai? Của mẹ. Thôi. Cái này nãy con nói là con dành cho ai? Cho Lola đó. Lola. Rồi ai nữa? Cậu Kiên. À, cậu Kiên. Okay, rồi cái này của ai nữa? Cậu. Ông ngoại. Ông ngoại. Rồi cái này của ai nữa? Em. Của em, bà ngoại. Ngoại. Nhìn mẹ nè. Smile.